Xin chào các bạn, đây là một kênh thực tế ảo đến từ một thương hiệu rất là mới và lạ đối với hầu hết tất cả anh em chúng ta. Một thương hiệu đang đứng đầu thị trường về độ phân giải và góc nhìn SUV. Một thương hiệu rất mới đến từ đất nước láng giềng Trung Quốc. Và đây chính là kính thực tế ảo IMAX 5K XR OLED. Kính thực tế ảo IMAX nổi tiếng là kính thực tế ảo có độ phân giải cao và góc nhìn SUV lớn. IMAX 5K có hai phiên bản là IMAX 5K Plus và IMAX 5K XR OLED. Các phiên bản kính của IMAX có cách thiết kế và đóng thùng khá giống nhau, từ 5K Plus tới 5K XR hay là thậm chí là cả IMAX 8K. Đấy, điểm khác biệt của các phiên bản đó là sự khác nhau giữa các linh kiện và cấu hình bên trong kính. Để nhận biết được đây trên hộp của chúng ta nó là phiên bản nào thì các bạn hãy nhìn vào cái đánh dấu ở đây. Đây là 5K X thì chứng tỏ đây là phiên bản 5K XR OLED hay gọi là XR OLED, 5K XR. Tổng quan bên ngoài thì IMAX đóng gói khá là đơn giản nha các bạn. Đơn giản thôi, nó chỉ có như vậy. Ok, chúng ta bắt đầu đi vào bên trong. Đầu tiên là cái headset và hộp cáp. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên, đây là cái headset và đây là hộp cáp. Ok, mình sẽ lục hết trong cái hộp này xem thử nó có cái gì, rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết từng phần. Thứ hai nữa là sách giới thiệu và hướng dẫn sử dụng để lắp cái head strap. Thì cái tính này nó đến từ thương hiệu Trung Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có một phiên bản tiếng Trung và mặt sau nó là phiên bản tiếng Anh. Một miếng lau len. Chặt quá. Đây là cây strap. Đây là power adapter, cục nguồn. Đây đó. Mình sẽ bỏ qua một bên nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào linh kiện trước đi ha. Để xem cục nguồn nó có cái gì. Đây là cục nguồn, cấp nguồn cho headset. Đây là cái chuẩn jack cắm của Trung Quốc. Input là 110 đến 220V và output nó là 12V 2A. Thứ hai là cái strap. Cái strap thì nói thì lạ nhưng mà thực ra là hầu hết tất cả anh em chúng ta đều biết. Cái strap nó là cái để làm cái đai đeo đầu cho chúng ta. Bên này có in sẵn logo của IMAX ở đây. Ok, và đến nhân vật chính thì chúng ta headset. Mở hộp headset này nó cũng cầu kỳ phết nhỉ. Đây, mở từ đây xuống. Đây các bạn. Đây là hộp cáp, đây là sợi cáp của kính thực tế ảo IMAX. Thì chúng ta sẽ xem ha. IMAX kết nối với máy tính thông qua một cổng DisplayPort và một cổng USB 2.0 hoặc 3.0. Ngoài ra, ở trên cái này thì nó còn có thêm một cái cổng cấp nguồn để cắm cái cục nguồn chúng ta vô. Thì không giống như các cái kính thực tế ảo HTC Vive hay là Verintex, tất cả đều phải chỉ có một cái linh port.
thì cái sorry các bạn, Valve chắc không có cần Deep Learning Bot, nhưng mà đối với PMax thì nguồn nó sẽ đi thẳng, cấp thẳng ở dây này để đi lên headset luôn. Trọng lượng của kính khá là nhẹ, nó chỉ cân nặng khoảng tầm 470 gram, và cái miếng bề mặt ở phía trước nó rất là lớn và thoải mái. Nếu như chúng ta mà áp chán vào đây thì nó sẽ rất là thoải mái. Cái kính PMax 5K XR OLED thì XR trong đó nó có nghĩa nào là extended range, nghĩa là phạm vi mở rộng nha các bạn. Thì các bạn hãy nhìn vào đây để mình sẽ gỡ cái này ra cho các bạn coi ha. Cái miếng bề mặt của PMax chúng ta có thể tháo rời ra được để vệ sinh hoặc là thay thế khi cần thiết. Các bạn hãy để ý cái màn hình của nó lớn như thế nào. PMax 5K XR OLED thì nó sử dụng hai cái màn hình OLED riêng biệt, điều chỉnh được IPD vật lý. Không giống với các cái kính VR thực tế ảo cao cấp hiện nay, hầu hết các cái kính thực tế ảo cao cấp hiện nay đều sử dụng màn hình LCD giống như Valve Index hay là Vive Plus Mode. Thì PMax họ cũng có những cái kính sử dụng màn hình LCD giống như là 5K hoặc là Arista hoặc là các kính khác, thì họ sử dụng cái công nghệ màn hình LCD tùy chỉnh. Theo như mình tìm hiểu thì đó là cái công nghệ độc quyền của PMax, giúp tăng cái độ phân giải và giảm hiệu ứng cửa màn hình. Thì PMax 5K XA hay là PMax 5K XR nó sử dụng một cái màn hình cao cấp hơn, đó là màn hình OLED. Hai cái màn hình OLED độc lập. Các bạn nhìn thấy nó, cái màn hình, cái thấu kính của nó bự không? Rất là bự. Thì với cái màn hình và kích thước như thế này thì PMax 5K XR nó mang tới độ phân giải là 5120x1440. Và cái tần số quét của nó thì hơi khiêm tốn xíu, chỉ có 85Hz thôi. Nhưng mà cái điểm mạnh của cái màn hình OLED này đó là nó cải thiện cái màu sắc và độ sâu của hình ảnh. Cái độ thương phản của hình ảnh rất là cao và thể hiện những cái màu tối. Ví dụ như màu đen đó các bạn chơi những cái game ví dụ như là kinh dị hay là gì đấy, thì trong cái đêm đen thì nó sẽ tạo cái màu tối nó tốt hơn. SUV của kính, kính vì nó lớn, cái màn hình nó lớn nên cái SUV của kính nó lên tới 200 độ. Để các bạn biết cái góc nhìn này nó khủng như thế nào, thì đa số các cái kính thực tế ảo hiện nay nó chỉ nằm ở tầm khoảng 100 đến 110 độ thôi. Cá biệt thì chỉ có Valve Index nó lên tới khoảng 130 độ. Kính thì có thể điều chỉnh được IPD vật lý đây nha các bạn. Đây, ở đây chúng ta sẽ có cái nút xoay. Và ở đây các cái để chúng ta gắn cái strap lên. Và trên kính thì nó có tích hợp sẵn cái jack cắm 3.5 để chúng ta sử dụng cái tai nghe headphone. Cho bộ kính thực tế ảo PMax thì nó chỉ gồm như vậy thôi nha các bạn. Thì sử dụng được thì các bạn cần phải mua thêm cái base station và controller. Một tin vui đó là tất cả các kính thực tế ảo PMax đều tương thích cái bộ SteamVR 1.0, SteamVR 2.0 của Vive, hay là Valve Index base station và Valve Index Controller. Thì các bạn có thể chọn mua thêm hai cái option này, ví dụ như là bộ SteamVR 1.0 của Vive. Đấy, có hai cái base station và hai cái controller. Và đặc biệt hơn, các bạn có thể sử dụng bộ Valve Index Controller và Valve Index base station, là gồm hai cái base station 2.0. Và Valve Index Controller, hay chúng ta hay gọi là Valve Knuckle. Đấy, thì đây là một cái sản phẩm Valve Knuckle này. Chúng tôi đã có một cái video review riêng để nói về cái sự vi diệu của Valve Knuckle này. Thì đây là cái option cao cấp nhất để các bạn mua thêm khi mà sử dụng kính thực tế ảo PMax. Trên đây là cái video unbox và giới thiệu sản phẩm kính thực tế ảo PMax 5K XR OLED. Thì để chi tiết hơn, chúng tôi sẽ hẹn gặp các bạn trong một cái video trải nghiệm sớm nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.